Chút nữa mẹ cho con uống sữa. Nó bị sao vậy? Anh thấy con phải vô đây mà anh còn hỏi được câu đó nữa hả? Bác sĩ nói chừng nào xuất viện? Chưa biết. Chừng nào xuất viện á, đưa nó về nhà đi. Ở bên nhà cô chật chội quá, làm sao thoải mái được. Tôi nói cô có nghe không vậy? Tôi nghe hết đó. Tôi đâu có bị điếc đâu. Chỉ có điều tôi không quan tâm thôi. Nơi này là bệnh viện chứ không phải nhà cô đâu. Cô đừng kiếm chuyện nó được không? Nếu anh muốn thăm con á, thì bây giờ anh vô chơi với con đi. Tôi đi ra ngoài. Cô đừng có quá đáng nghe chưa. Bây giờ anh có ẵm con không? Thôi 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 thôi, nín nha nín nha. Rồi nín 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 nín. Bà thương ha. Rồi thôi 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 thôi, được rồi con. Mẹ. À con. Mẹ, bé Nhi dậy chưa mẹ? À, hồi nãy nó còn ngủ mà không biết giờ nó dậy chưa. Con vô coi. Ủa kìa, nó dậy rồi kìa. 82 là chục. Ủa sao kỳ vậy kìa. 83. Mẹ ơi mẹ, sao nó nóng quá mẹ ơi. Đâu? Ôi trời đất ơi, sao mà nó nóng dữ vậy nè. Con ẵm bé Nhi ra ngoài lộ, đón xe đi bệnh viện đi. Mẹ mẹ vô lấy đồ. Dạ. Đã cái mẹ ra liền. Dạ nha. Dạ dạ. Tục cưng, mai mốt á anh ly dị xong rồi đó, cái anh cưới em, xong hai đứa mình đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp nha. Đi chơi mấy chỗ này hoài chán quá. À chắc vậy. Gì kỳ vậy? Mà nè, có khi nào anh đổi ý không cưới em không vợ? Anh là người độc thân rồi, muốn cưới ai mà chẳng được. Anh nói vậy sao được? Vậy là mai mốt á, anh gặp người nào hơn em, cái là anh bỏ em đi theo người khác luôn hả? Bộ anh lăng nhăng lắm hả? Anh không lăng nhăng thì còn ai nữa? Cục cưng, đi nhanh vậy chờ em với. Cục cưng. Bé Nhi ngoan. Trang. Phước. Sửa cho bé Nhi. Ủa Phước, sao Phước biết Trang ở đây mà tới? Thì Phước qua nhà Trang. Mẹ Trang nói là Trang đưa bé Nhi vô bệnh viện, nên là Phước chạy vô đây luôn nè. Bé Nhi sao rồi? Nó còn sốt nhiều lắm. Bác sĩ mới khám xong, mà chắc tuần sau mới xuất viện được. Mà Phước, Phước kiểm tra có chuyện gì không? À, Phước tới thăm bé Nhi. Sẵn tiện Phước báo cho Trang một tin. Công ty của Phước á, đang tuyển nhân viên thiết kế. Trang đọc hồ sơ đi, Phước giúp cho. Bây giờ con của Trang thì đang sốt, mà Trang thì không có đầu óc nào để làm chuyện khác nữa hết á. Hay Phước, đợi vài bữa nữa được không? Không sao đâu, bạn nộp hồ sơ đi, chưa phỏng vấn liền đâu. Trang cứ nộp đi, rồi cái gì Phước nói với chị phó giám đốc cho. Cảm ơn Phước. Ơi, bé Nhi ngoan nha, chú thương ha. Đừng có khóc nha con. Nên. Cô chào bác. Chào con. Trời ơi. Ủa, mẹ, sao mẹ biết bé Nhi ở đây vậy? Bé Nhi bệnh gì mà sao con không cho mẹ biết vậy? Mẹ qua nhà nên mẹ mới biết nó. Dạ, tại con thấy cũng không có chuyện gì, cho nên con không có nói cho mẹ hay. Trang, thôi Phước về nha. Dạ con xin phép bác con về. Còn nữa nha, mai mốt bé Nhi có chuyện gì thì phải cho mẹ biết nghe chưa. Nó là cháu nội của mẹ thì phải cho mẹ lo nghe con. Nè, con ghét chồng con chứ con đâu có ghét mẹ phải không? Con làm như vậy á là mẹ buồn lắm đó. Dạ mẹ ơi, con không có ý đó đâu. Không phải là con không muốn mẹ vô thăm bé Nhi, tại vì á con thấy mấy cái chuyện này á con tự xoay sở được. Con không có muốn á là hở chút á là phải gọi cho mẹ cho chị. Trừ khi nào á mà con không làm được á, con sẽ gọi cho mẹ cho chị liền mà. Con cứ tự ái như vậy á là thiệt thòi cho bản thân con đó. Quân. Ừ. Lại đây mẹ biểu. Có gì thì ngày mai nói đi mẹ, bây giờ con mệt rồi. Con lại đi chưa?
Con mới đi đâu về đó? Con mới đi Vũng Tàu về. Cái gì? Hả? Mẹ không hiểu con đang nghĩ gì nữa. Tại sao con có thể thoải mái mà đi chơi như vậy hả Quân? Trong khi đó con Trang á, nó đầu tắt mặt tối để đi làm kiếm tiền ha, để nuôi con bé Nhi như vậy á. Trời ơi con ơi, dù gì con cũng là cha của nó, con phải có trách nhiệm một chút chứ. Con đâu có kêu Trang đi làm việc đâu. Con nói là sẽ chu cấp cho cô ta mà, chỉ tại cô ta nhất định không chịu mà thôi. Con Trang nó không nhận bất cứ thứ gì của con đâu. Nè, không phải nó muốn chuốc lấy cái khổ một mình đâu, mà là vì nó không muốn liên quan đến con. Nó không muốn liên quan đến người mà toàn gây đau khổ cho nó. Con phải có trách nhiệm với con của con chứ. Nó đang nằm bệnh viện đó. Bé Nhi ngoan, đừng khóc nữa nha. Chút nữa mẹ cho con uống sữa. Nó bị sao vậy? Anh thấy con phải vô đây mà anh còn hỏi được câu đó nữa hả? Bác sĩ nói chừng nào xuất viện? Chưa biết. Chừng nào xuất viện á, đưa nó về nhà đi. Ở bên nhà cô chật chội quá, làm sao thoải mái được. Tôi nói cô có nghe không vậy? Tôi nghe hết đó. Tôi đâu có bị điếc đâu. Chỉ có điều tôi không quan tâm thôi. Nơi này là bệnh viện chứ không phải nhà cô đâu. Cô đừng kiếm chuyện nó được không? Nếu anh muốn thăm con á, thì bây giờ anh vô chơi với con đi. Tôi đi ra ngoài. Cô đừng có quá đáng nghe chưa. Bây giờ anh có ẵm con không? Thôi 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 thôi, nín nha nín nha. Rồi nín 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 nín. Bà thương ha. Rồi thôi 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 thôi, được rồi con, nín nha. Bà thương ha. Rồi rồi rồi, nín nín nín. Nín 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 nha. Ê chị. Còn đây nữa nè chị. Ok em. Đẹp quá. Cái này nữa nè. Mời vào. Ủa Trang, ngồi đi Trang. Dạ em chào chị. Chào. Dạ, em đây là em Trang. Ngồi đi. Bản vẽ của em rất có sáng tạo, phong cách là trẻ trung, phù hợp với sở thích của giới trẻ hiện nay. Về phần tông màu á, thì em phối hợp rất là hài hòa, làm cho chiếc áo nổi bật. Chị rất thích bản vẽ của em. Chị quyết định nhận em vào bộ phận thiết kế của công ty. Chúc mừng Trang nha. Dạ, em cảm ơn chị. Chị ơi, cho em hỏi là chừng nào có thể bắt đầu công việc được hả chị? Ngày mai em đến đây, cậu Phước sẽ dẫn em đến xem phòng thiết kế. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm.